Các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống rau thủy canh nhà mình. Đây là giấp cá. À, qua đây là cải xanh. Cải xanh mình ăn biết bây giờ nó già, nó lên bông như vậy đó. Đây là rau bọ. Rất là đẹp, nó giống như cỏ bốn lá vậy đó. Ăn rất là tốt. Đây là rau cải ông xã mình mới vừa ươm. Bạn thấy là ở đây trồng bằng đá. Đúng ra là đá nung như thế này, nhưng mà do nhà mình nhiều máng quá, chi phí lớn, nên là ông xã mình đã trộn thêm vô đá xanh. Bên đây là củ cải trắng. Hôm qua, tối hôm qua mưa gió quá mà sáng nay nó nằm bẹp vậy đó. Chút có nắng là nó sẽ ngóc lên thôi. Lý do tại sao mà cái rau nhà mình nó sạch, đây là hệ thống thủy canh. Ở dưới này là mình nuôi cá, mình sẽ cho cá ăn cho các bạn coi nha. Cá này là mình nuôi có thể ăn luôn á. Nó ăn thức ăn hay là ăn rau, ăn thức ăn thừa. Đó, cá bên này nó lớn lắm rồi các bạn. Rồi sau khi cá ở dưới hồ này thì cái nước của nó sẽ được bơm bằng một cái máy bơm lên cái thùng này để lọc bớt lại cái cặn. Sau đó nó đi theo các cái ống, nó dẫn ra đó, xả ra ha, xả ra theo mấy cái ống này để tưới. Mà do là nó đang hôm qua mưa quá với lại đang ươm cây nên ông xã mình tắt cái nguồn đó rồi. Giờ mình dẫn các bạn lên lọc để các bạn coi thêm rau ở trên sân thượng. Rau này nó rất là sạch bởi vì thứ nhất mình không trồng bằng đất, thứ hai mình không có tưới trực tiếp lên rau. Góc này trồng nhà đam, nhà đam rất là nhiều nha. Đây để xem vườn mình có gì nha. Giấp cá, rất nhiều giấp cá luôn. Kia là kèo neo, đây là khẩu qua, hôm qua mới hái hết rồi. Đây là có rau răm. Bên đây lại là giáp cá. Giáp cá nó quá phát triển trong cái hệ này. Đây củ cải, nó đã nhóm nhóm cái củ lên rồi đó. Đây lại là một cái hồ cá khác, hồ cá sân thượng, cá rất là to các bạn nha. Rồi đây hẹ, sáng nay mới cắt một mớ để ăn mì gói. Hẹ cũng rất là chịu cái hệ này. Ớt. Khi các bạn ăn rau này là các bạn yên tâm. Đây, nước từ dưới hồ nó lên, nước cá dưới hồ nó lên, nó trong vắt vì nó đã được lọc qua cái bình rồi. Nó chỉ chảy ra đây là cái nước phân nhưng mà có vi sinh, nó không có trực tiếp đổ lên rau, nên rau mình ăn rất là sạch. Rau mình không có hề bón thêm phân bón gì hết các bạn nha. Mà mình đặc biệt là mình không cần phải tưới, mình khỏe vậy đó, trồng cây mà không phải tưới là thấy khỏe rồi. Rau giáp cá bạc ngàn. Cho các bạn thấy là cái từ sân thượng nhà mình có thể nhìn thấy cái view của núi Bà Đen đó. Bữa nay buổi sáng trời khá là trong, có một chút gợn mây rất là đẹp luôn. Rồi chào các bạn nha.